Sáng và trưa hôm nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có mưa rải rác ở một số nơi, mang lại nguồn nước tưới quý giá đối với các diện tích cây trồng đang bị khô hạn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua. Theo số liệu đo được, các khu vực có lượng mưa nhiều nhất là xã Tân Phước, xã Tân Hòa của huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Ngoài ra, một số địa phương có mưa nhỏ rải rác một số nơi như huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đớp, thị xã Phước Long và thị xã Tân Thành. Dù mưa diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã góp phần xua tan cái nóng oi bức đã diễn ra nhiều tháng qua, khi nhiệt độ ghi nhận tại Bình Phước luôn ở mức trên dưới 40 độ C. Nhiều diện tích cây trồng cũng được giải khác. Theo thống kê, Bình Phước hiện có 8 trên 11 quyện thị bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, trên 3.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn 10.000 hectare cây trồng giảm năng suất từ 30 đến 70%.